Xin chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái dòng sản phẩm nữa sẽ được bán tại Clickbuy, đó là dòng sản phẩm iPhone 5S hàng trưng bày, hàng demo. Thì cái khái niệm là hàng trưng bày và hàng demo như thế nào thì mình sẽ cắt nghĩa một chút, cộng với là sẽ thêm về phần Tuấn Anh sẽ nói về cái phần hàng demo và hàng trưng bày chính xác nó là như thế nào trên thị trường, và cái hàng chuẩn, cái hàng trưng bày, hàng demo nó là như thế nào, chứ không phải là có một sự nhầm lẫn như là hàng mới mà đóng lại và được ghi vào, được ghi gọi là cái khái niệm đó là hàng trưng bày. Và mình đã quay trở lại rồi đây. Như anh Tuấn đã chia sẻ thì Clickbuy sẽ chính thức phân phối đến cho các bạn đó là dòng sản phẩm mới iPhone 5S hàng trưng bày chứ active. Chính xác lại một lần nữa thì đây mới chính là cái hàng trưng bày chuẩn xịn nhất. Lý do vì sao mình nói đây mới là hàng chuẩn xịn nhất mà nó khác biệt so với những cái thiết bị hàng trưng bày trên thị trường, bởi vì ở cái phần mặt sau lưng thì các bạn sẽ có thể thấy được những cái thông tin rất chuẩn chỉ của nó khi nói về cái hàng này. Đầu tiên thì cái phần tem ở mặt sau thì nó sẽ hiện lên những cái thông số rất cơ bản của máy thì không nói làm gì rồi, như là thị trường này, mã là 415BA, tức là đến từ thị trường Anh, màu silver 16GB. Và đặc biệt bên cạnh đó là nó có cái dòng chữ là demo not for sale, tức là hàng demo và nó không dành để bán mà nó dành cho những cái siêu thị để trưng bày. Cái hộp của nó thì vẫn giống hoàn toàn với những chiếc iPhone khác đang có mặt trên thị trường, tức là các bạn có thể thấy này, mặt trước vẫn là thông tin cái hình của cái máy, mặt sau thì vẫn là những cái tem thông tin rất cơ bản và đầy đủ. Hay chúng ta có những logo như iPhone 5S này, quả táo này, iPhone 5S tiếp và quả táo nữa. Mọi thứ đều rất là giống hoàn toàn so với một chiếc là bản thương mại, đúng không? Nó sẽ chỉ có một sự khác biệt duy nhất ở cái phần đó là tem đằng sau lưng này mà thôi. Thế nên là khi mà các bạn nào mua máy mà hàng trưng bày thì hãy để ý dùm mình cái phần tem này một chút. Nó mà không có chữ dòng là demo not for sale này thì mình không biết nó là hàng gì luôn. Trưng bày á, nó phết ấy. Bây giờ thì hãy cùng mình mở hai cái sản phẩm này ra, chia sẻ một chút. Chúng ta có một sự chênh lệch nhẹ về cái kích thước của hai cái hộp này ở đây. Một hộp thì rất là cao, còn một hộp thì rất là thấp. Cái sự khác biệt này nó đến từ đó là thị trường của hai sản phẩm được bán ra. Một chiếc là đến từ thị trường Anh thì nó dùng sạc chuẩn 3 chân giống như là những cái sạc đến từ Hồng Kông, và một chiếc là nó dùng sạc 2 chân tròn giống như chuẩn ở Việt Nam và nó đến từ thị trường đó là FB Pháp. Bây giờ thì hãy cùng mình mở hộp hai sản phẩm này ra. Ở đây, bên trên thì mình sẽ có hai chiếc đó là iPhone 5S hàng trưng bày chứa active. Lát nữa thì mình sẽ check active sau, còn bây giờ mình sẽ bỏ qua. Hãy đến bên trong phụ kiện thì các bạn sẽ có một sự thú vị nhất định. Đây là chiếc bên thị trường Anh này, thì các bạn sẽ có ở đây là có một cái que chọc SIM và chúng ta có những cái sách hướng dẫn sử dụng ở bên trong. Còn đây là đối với hàng Pháp thì đương nhiên là nó cũng sẽ có là như vậy mà thôi, một cái que chọc SIM và những cái sách hướng dẫn sử dụng ở bên trong. Bên trong phụ kiện thì các bạn sẽ lưu ý dùng mình một chút là như thế này. Đối với thị trường Anh thì cục sạc nó là 3 chân như mình nói là chuẩn Anh rồi, còn đối với thị trường Pháp thì cục sạc nó là chuẩn 2 chân giống như là thị trường Việt Nam. Và đây chính là lý do vì sao mà kích thước hộp của cả hai máy nó lại khác nhau đến mức độ như vậy. Chúng ta sẽ vẫn có đó là sợi cáp Lightning, rất chuẩn ở đây. Thế nhưng mà các bạn sẽ lưu ý dùm mình, đó là nó sẽ không có tai nghe, bởi vì hàng trưng bày thì nó sẽ bị cắt gọt đi cái phần này, có lẽ là để giảm chi phí chẳng hạn. Vậy thì bây giờ một cái câu hỏi đặt ra rằng là đây là hàng trưng bày thì tại sao nó đã xuất hiện được ở Việt Nam để mà chúng ta có những sản phẩm để trải nghiệm như thế này? Thì theo như mình được tìm hiểu và được biết thì đây là những sản phẩm nó không phải là tồn kho mà nó vẫn là những sản phẩm được sản xuất mới. Thế nhưng mà thay vì cái việc nó đến với cửa hàng để mà mang ra trưng bày thì các bạn cứ hiểu rằng là với iPhone 5S thì nó đã xuất hiện ở thị trường quá lâu, thậm chí rằng đã đến hơn 2 năm giờ rồi, thì cái việc mà nó mang ra để trưng bày cho khách hàng trưng bày là cái điều mà nó không còn nữa. Mà thay vì đó bây giờ chúng ta sẽ trưng bày là 6S này, hay là 6S Plus, hay là thậm chí cùng lắm là iPhone 6. Còn chiếc iPhone 5S này thì đương nhiên sẽ được thanh lý đi. Và đã thanh lý thì sẽ có những thương gia bên Trung Quốc sẽ nhập những cái sản phẩm này về, và nó sẽ về Việt Nam là một cách cực kỳ là dễ dàng và đơn giản mà thôi. Bây giờ thì hãy cùng mình check active cái sản phẩm đầu tiên. Hãy cùng mình đọc email nào. Ok man, continue. Yes. Các bạn có thể thấy đây là chiếc iPhone 5S đầu tiên của mình là được check active và nó chưa được active. Đã chưa active thì chắc chắn nó là sản phẩm máy mới rồi, các bạn có thể an tâm. Ok. Rồi, đến cái sản phẩm thứ hai. Ok man, continue. Ok. Và đây chính là cái sản phẩm thứ hai của mình, đó là iPhone 5S chưa active, và nó sẽ hiện lên bleed active cho iPhone. Thế nên là các bạn có thể an tâm được rằng là với hai chiếc iPhone 5S như của mình đang có ở đây, phần email và cũng như phần thông tin nó ở phía bên dưới, thì đây là những sản phẩm mới cứng và chưa được bất cứ ai sử dụng, và các bạn sẽ có thể an tâm về chất lượng của sản phẩm khi mà các bạn mua máy.
Và cái sản phẩm này thì nó sẽ có một lợi hơn một chút so với cái hàng đó là iPhone 5S, hàng trả bảo hành chơi tiếp. Đó là chúng ta sẽ có luôn được cả một bộ phụ kiện kèm theo. Và bộ phụ kiện này nó gồm sạc và cáp, và đây đều là những bộ phụ kiện chuẩn xịn. Hai sản phẩm này thì nó hết pin rồi nên là mình không thể nào mình khởi động được lên. Thế mà có lẽ là mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một video khác đi, khi mà mình thử active lên một chiếc để xem check xem thời lượng bảo hành còn bao nhiêu lâu, cũng như là cần thiết thì sẽ phải mổ luôn cả ra để xem chất lượng máy như thế nào. Thế nhưng mà mình có một điều khẳng định rằng là đã là một sản phẩm chưa active thế nên chất lượng sẽ cực kỳ là được đảm bảo. Tại vì làm gì có ai hack được hay dựng lại được cái hàng mà từ active rồi lên chưa active đâu, yên tâm. Sắp tiện đây thì mình cũng xin được chia sẻ với các bạn lại một chút về khái niệm hàng trưng bày đó là gì. Hàng trưng bày thực chất ra là những sản phẩm được hãng sản xuất ra có gắn một cái email cũng như là có một cái tiêu chuẩn riêng để mà mang đến cho những cửa hàng này, những siêu thị hay là những Apple Store để mà trải nghiệm trước. Các bạn có thể để ý đến những siêu thị lớn ở Việt Nam như là trong Vincom này, hay là trong một số trung tâm thương mại mua sắm có những cái không gian của Samsung trưng bày sản phẩm, thì ở đó có những cái sản phẩm được demo của Samsung hay là có những sản phẩm được demo của Apple, thì đó chính là những sản phẩm đó là trưng bày mà chuẩn nhất. Đối với hàng trưng bày thì các bạn có thể thấy được rằng là phần hộp chúng ta vẫn có một cái sản phẩm có hộp đầy đủ, thế nhưng mà thay vào đó là phụ kiện chúng ta sẽ bị cắt giảm đi một phần. Với Apple thì cắt giảm tai nghe, với Samsung, với LG thì có thể là nó cắt bỏ đi hoàn toàn chẳng hạn. Cái điều đó thì tùy từng hãng nó sẽ có một cái chính sách riêng, thế nhưng mà chắc chắn là nó sẽ vẫn có hộp. Và cái hộp này thì đảm bảo luôn là nó vẫn sẽ không có một sự khác biệt gì về cái kiểu dáng cũng như hình dáng so với những chiếc hộp mà những thiết bị máy thương mại bán ra. Và cái hàng trưng bày này thì bao giờ cũng sẽ có một cái dòng chữ đó là demo và not for sale, tức là sản xuất ra không phải để bán. Thế nên là các bạn nào mà có tìm mua máy mà lại có gặp cái hàng đó là hàng trưng bày mà nhìn phần tem email lại không có cái dòng chữ đó là demo và not for sale ấy, thì các bạn cứ yên tâm đi, những sản phẩm đó chắc chắn là đã bị làm lại chứ không phải là hàng trưng bày chuẩn xịn. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ khẳng định lại một điều với tất cả những cái hàng máy mới đang bán tại Clickbuy, đó là các bạn sẽ nhận được với một cái tem gọi là tem chất lượng để đảm bảo cái hàng hóa khi mà đến tay các bạn nó là như thế nào. Thì đầu tiên thì đó là tất cả những cái hàng mới tại Clickbuy, đó là các bạn sẽ có thêm một cái tem chất lượng đó. Thì bên mình sẽ chỉ cam kết đó là các bạn sẽ được nhận được rằng là đó là một cái con máy đúng từ cái hộp và từ cái email, cộng với là cái phụ kiện và cái máy đúng theo như Clickbuy cam kết, đó là một chiếc máy mới. Máy mới là máy mới, hàng trưng bày là hàng trưng bày, và không có sự nhầm lẫn giữa hàng trưng bày, hàng line new hay tất cả thứ nào đó. Thì với là cái hàng với cái tem chất lượng như này, các bạn nếu bên Clickbuy không làm chuẩn hoặc không đúng như cam kết trên website hay là những cái tư vấn khách hàng cộng với là cái nhân viên bán hàng, thì các bạn sẽ được đó là các bạn sẽ được là trả lại toàn bộ số tiền các bạn mua, mặc dù các bạn mua kể cả từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay đến 12 tháng, cộng với đó là 10% tiền giá trị Clickbuy sẽ đền bù cho các bạn nếu với cái hàng mà chúng tôi không đúng như cam kết. Thế đó là những cái vấn đề mà chúng tôi mà muốn khẳng định lại cái chất lượng cũng như là cái tem chất lượng hàng hóa tại Clickbuy được bán và với cái sự cam kết nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những dòng sản phẩm tiếp theo được bày bán tại Clickbuy.